gì chứ? bệnh phổi, phổi Phổi. uống uống thuốc phổi rồi bắt đầu nó khe qua gan Dạ. sưng hết Vậy đó. đó ha. Giờ Nhưng mà lúc đó gia đình thấy cũng chạy chữa cái chắc cũng tốn kém lắm à, cũng thất vọng không? thì Chán không? Lúc đó là bệnh nhiều lắm bệnh hả? nhiều thì coi như là con thì nó cũng ok, nó lo tới đâu tính tới đó thôi, nghĩ mình thì mình Thì nghĩ mình cái chết đu rồi, đủ. Dạ. Mình đâu à, có đâu. một đu đủ, Dạ. hai là cái lá dâu, ba là cái cây cái lá cà dưa leo, Lá gì chứ? Lá lá dâu. lá dâu mình dâu Lá tầm dâu, ăn dâu á, tầm ăn á. Dâu tầm ăn nghe nói rồi lá dâu. à, cái dâu tầm ăn mình thấy không, Dạ. rồi với cây cà dưa leo, Dạ. Cà leo. cái cà dưa leo mà cái gai rồi dây cũng được mà gai cũng được, bởi vì mình thấy không? Chú hái vô lá đi, phơi giò cho nó bóp cho nát hết, trộn lại. Thí dụ bên này 1 kg, thí dụ mà 1 kg giữ lá đu đủ Dạ. thì 1 kg lá dâu, 1 kg lá cà dưa leo. Vậy đó. Dạ vâng, thì kính thưa quý vị, bây giờ là Châu Phú mời quý vị vào trong cái cốc nhỏ nha quý vị. Qua sông nhờ được cầu Lam ha, tu hành nào đợi chùa am làm gì, ở trong cái cốc nhỏ gì cũng tu được đây. Vì mới nói một câu mà tu không cần lại cần người, mà ngồi đông cũng sửa vậy thì mới mau. Chào chú Sáu, chào chú Tư nha. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Thì thưa hai chú, con được biết là ngày xưa là chú Sáu có một cái căn bệnh mà ngày xưa tướng chắc tướng này chắc bự con lắm rồi nha. Tôi đâu đó chưa, người ta tới 60 mấy 70 kg lận. Dạ. Và chú lúc đó đó chú bị một cái căn bệnh bệnh nặng bệnh nhiều đó. Mà chú làm ơn cho con hỏi là ngày xưa có nhậu nhẹt đồ dữ không mà lâm vô căn bệnh đó chú? Nhậu nói về cái thôi giờ mà nói tóm tắt thì nói gì đi, nói thì nó dòng nó thì nó nhiều lắm. Dạ. Hồi trước á thì nhậu chứ. Lúc chưa tu á. Chưa có làm từ cũng đi làm từ thiện. Cũng làm mà cũng vẫn nhậu là nhậu, nhưng mà cái sự nhậu của mình thì nó có cái mức độ với bạn bè. Dạ. Đó giờ từ có vợ có con rồi mình lao động mình làm mà bắt đầu cái sức mình nó kẹt cái xuống đi rồi nó mới dập. Nhưng mà tôi nói cho các quý vị nghe nha. Rồi quay hả vậy? Dạ. Tôi nói các quý vị nghe nha, bởi vì tôi nói đây nói bằng cái sự thật. Cái to thuốc này á là mình từ cái tâm của mình đi kiếm, kiếm xong rồi đó, rồi mới là sát gia uống. Uống như một khi nói quý vị chứ, uống một khi uống phải niệm Phật và niệm Quan Âm Bồ Tát. Đó, còn ai biết chú đại bi thì cứ đọc, thì để một cái tu thuốc chén thuốc đó thì đọc thì cứ như tùy theo khả năng 7 biến hay 8 biến gì cũng được. Dạ. Mình cầu xin với Đức Quân bờ trên Quan Âm Bồ Tát, 10 phương chư Phật. Bây giờ mà một khi tôi lúc đó tôi lâm bệnh đau rồi thì tôi mới nguyện giá vậy đó. Mà nếu cái việc cái duyên con đó hết thì đem con đi. Mà nếu mà cái duyên con chơi cái nghiệp con còn thì cho con uống mạnh giỏi đi làm thiện xã hội. Dạ. Nói ba đa là để đây nói cho quý vị nhớ hãy dán niệm Di Đà, thấy không? Dạ. Mà không niệm Phật cũng được, phải nhớ niệm Đại chỉ Di Đà tan chứng nghiệp ha. Dạ, dạ. Mình thỉnh cái vị thuốc này. Dạ, cảm ơn chú Sáu. Từ từ đó mới mạnh khỏe mới hết. Thì thưa chú Sáu, chú Sáu có thể chia sẻ với con á là cái lúc mà chú bệnh đó là lúc đó chú tu chưa và mắc cái căn bệnh gì hả chú? Chưa đâu, lúc đó chỉ làm từ thiện thôi, chưa có biết là tu hay là niệm Phật cái gì, chưa vậy đâu. Chưa. Là lúc đó là chưa đó, chỉ theo ông già đi liệm thì kia nọ vậy thôi, chứ cái vụ mà ăn chay trường thì là đi đi tu lại hàng ngày thì chưa có. Chưa có ha. Chưa là cái lúc mà chú bệnh là chú bệnh là bệnh gì với bệnh gì chứ? Bệnh phổi. Phổi uống thuốc phổi rồi bắt đầu nó khe qua gan. Dạ. Sưng hết. Vậy đó ha. Dạ. Nhưng mà lúc đó gia đình thấy cũng chạy chữa cái chắc cũng tốn kém lắm à. Cũng thất vọng không? Thì chán không? Lúc đó bệnh nhiều lắm hả? Bệnh nhiều thì coi như là con thì nó cũng ok, nó lo tới đâu tính tới đó thôi. Nghĩ mình thì mình nghĩ mình chết rồi. Dạ. Mình đâu có nghĩ gì sống. Dạ. Đó, thì nhờ cái to thuốc đó mình mới nguyện giái với 10 phương chư Phật. Vậy niệm với mẹ Quan Âm Bồ Tát đó, thường yeah. thường thường đêm rồi nằm mới ngủ rồi. Thì lúc nào thì khỏe thức thì mình niệm, lúc nào niệm ngủ quên thì thôi. Cái tòa đó chú có thể chia sẻ là từ ai chỉ cho chú hay là chứ cái nhân duyên nào mà chú biết được tòa cái tốt cái nhân duyên này đó hả? Dạ. Yeah. Thì mình nói thì có một vị đó. Thì cái vị đó thì ở trên núi á. Cũng như cái ông này ông như bằng dãy vậy đi. Dạ. Ông như cái cốc như anh Tư vậy nè, ông dạ. mới chỉ bài thuốc đó thôi, nhưng mà cái tên thì chú không nhớ. Không nhớ ha. Cái đó là cái duyên là chú đi đâu mà dạ, chú gặp lúc đó là hết rồi nguyện vọng đi núi.
đi núi đó. Mà đi tràn ơi thôi chú ơi, đi nó mệt chứ lắm, mà sao mà vô đó mà trời Phật độ cho nguyện cho mình đi nó khỏe đi. Dạ. Thành ra giờ tới cái trại ổng ngồi mình nghỉ, nghỉ rồi ổng mới nói vậy 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 đó. Núi nào chú? Núi Cấm mình nè, cái chỗ cái chân có mấy ông mà làm vậy đó. Là cái lúc mà cũng như cái lúc chú bệnh nhiều á, là chú thấy là cũng như là cô bộ là cứu không nổi phải không? Tràng ơi đó là coi như là chú tính đi, con người ta mà 80-100% nó còn có 20% mà. Trời ơi ghê vậy đó. Còn 20% mà. Dạ. Giờ chú tính thì bước ra đi chưa được 3 bước nữa là nó mệt xanh mặt rồi, nó thở không kịp rồi thì trong nhà thấy là xong rồi. Dạ. Thì 10 người nguyên cái sớm ai cũng nói tôi 10 người là chết đủ hết 10 rồi. Dạ. Chỉ có một còn một hai phần sống thôi. Rồi chú mới nguyện để mà đi núi hả? Đi nguyện đi núi, mà nếu mà cái căn duyên đó, nó cái mình chưa có hết á. Dạ. Nó cho con hết đi. Rồi con mới tự đi núi, lúc đó đi thuốc rồi nó qua rồi nó hành dữ lắm chú ơi, đi không nổi thấy chết. Đúng rồi, bệnh phổi á là thường thường uống thuốc nhiều quá con người mờ mắt mù. Mờ mắt luôn á mà đi không có nổi. Đúng rồi. Đó, lúc đó mệt lắm ha. Mệt. Rồi con cảm ơn chú Sáu và con chào chú Tư nha. Vì là chú Tư khi mà chú Tư chú Sáu bị bệnh đó, chú Tư có ở gần đây không biết không? Biết nhưng mà là ông cũng tới lui thăm chứ tao không có. Ông là ông đi xa thì là chú biết. Cháu lâu lâu gặp thì thôi, chừng xa chừng nào bệnh á thì ông là nghe ông nghe rồi ông qua ông thăm. Thăm ha, lúc đó thấy sao? Chú thấy lúc đó ông thăm là ông thấy tôi khỏe rồi, ông nói mày khỏe tao mừng mày. Vậy đó ha. Ông nói là mày khỏe tao mừng mày. Rồi lên cấp mình đau để ông chưa biết. Rồi nó chừng biết qua ông mới thăm. Biết đi qua thăm. Qua thăm. Là thấy cũng đó. Khỏe ha. Kể lại chuyện hy hữu lắm á. Dạ. Nó xem là coi như là chưa tính chốt. Là con người ta 100% mà chỉ nó còn có 20%, có 20% dạ. có 20% sống thôi, còn 8% kia nó chết rồi. Nhưng mà khi mà chú gặp cái người ở trên cốc ở trên núi đó, là bây giờ chú nhớ lại ngay chăng điểm không nào? Nhớ đâu, bởi vì hồi trước thì cái này cũng trên 10 năm rồi, đó là trên 10 năm rồi. Thành ra mình chỉ tình cờ mình đi ghé như cái cốc này vô uống nước thôi. Yeah. Chứ cũng không phải là mình phải là mình quen biết với ông đó. Yeah. Vô ghé xin uống nước thôi. Rồi ông dòm tướng là của chú sanh giờ à, ông hỏi chú đau hay vậy, tôi nói tôi bệnh phổi mà dán thì nguyện đi núi đi. Đó, thành ra cho nên nó tràn ơi, có gì đâu chú ơi, chú về tôi chỉ chú nhiêu đó. Dạ. Yeah. Chú uống đi. Thành ra từ cái chỗ đó uống là nó mới khỏe, bây giờ tới bây giờ mới đi làm từ thiện cho xã hội nó mới đậu. Dạ. Nhưng mà là chú làm ăn cho con hỏi, khi mà chú tìm chú uống những cái loại thuốc đó rồi đó thì chú về chú thấy chú khỏe, chú hết bệnh đó, nó nhiệm màu vậy đó, rồi chú có quay đầu tu hiền luôn không? Tu chứ. Bây giờ mình mới từ thiện mới làm siết miết luôn hả? Yeah. Bây giờ tôi nói chú là không phải đâu, cái bên nhà thuốc này, bởi vì cái tôi á thì cái sức của mình nó không có còn có đủ mà để mình đi tạo lấy bằng cái thuốc rồi nữa, bởi vì sức nó yếu rồi. Yeah. Bây giờ hắn dưới phần cái khớp giò này nó đau nữa, thành ra không có đi. Yeah. Đó bây giờ tôi nói với chú nửa đêm nữa hôm 10 giờ 12 giờ 1 giờ gì yêu cầu bà con 2 giờ nào là tôi tới. Yeah. Còn mà đi phát gạo á hàng tháng, nhưng mà bởi vì ví dụ như bà con này bà con kia ơi sao dẫn ơi bữa nay tôi đi cấp gạo phát bà con vòng còn này đó, rồi xách xe chạy ha, xăng bà con đưa khỏi giờ tiền tự mua xăng chạy phát. Dạ. Cho bà con hết tốt quá ha. Ừ. Vậy là từ cái lúc mà thập tử nhất sinh rồi là chú quay đầu chú đi từ thiện miết luôn. Dạ, làm luôn tới giờ. Bây giờ nhà con như vậy thì từ cái lúc mà chú làm công tác xã hội, công tác từ thiện miết vậy đó, thì bây giờ cái sức khỏe của chú lấy lại được cỡ bao nhiêu phần trăm hay chứ? Bây giờ là tôi nói chú dùng một bao gạo là 50kg là tôi vinh đây ra tới ngoài lộ hết đó. Dạ. Không phải trời đâu. Rồi thì không có để bà con mà chờ lâu nữa, thì con nhờ chú là có thể chia sẻ cái bài thuốc mà một cái vị ở trên núi Cấm đó đã hướng dẫn cho chú và chú về chú uống đó, để cho bà con được biết. Và cái bài thuốc đó chú uống trong vòng bao lâu chú biết khỏe liền chứ? Thì coi 2 tuần. 2 tuần uống đầu tiên hết bạn đi mới sổ tiểu lắm. Vậy đó ha. Ừ, nó sổ tiểu dữ lắm. Dạ. Rồi uống khoảng 2 tuần rồi từ từ bắt đầu nó khỏe. Là cái gì? Nói. Cây đu đủ. À, một đu đủ. Dạ. 2 là cái lá dâu, 3 là cái lá cà dưa leo. Lá gì chứ? Lá dâu.
lá dâu mình dâu tầm ăn á, dâu tầm ăn nghe nói lá dâu lá dâu tầm ăn mình không dạ. Rồi với cây cà dưa leo, dạ cà leo, cà dưa leo mà cái gai rồi dây cũng được, mà gai cũng được, bởi vì mình chứ chú hái vô lá đi phơi giò cho nó bóp cho nát hết, trộn lại. Thí dụ bên này một ký, thí dụ mà một ký giữ lá đu đủ, yeah, thì một ký lá dâu, một ký lá cà dưa leo. Vậy đó, để chú trộn vô đặng mà nó dễ, nó pha nó dễ uống hơn. Còn đặc biệt lá đu đủ không thì nó uống cái mùi nó hơi gắt một chút. Yeah. Bởi vì cái thằng lá dâu này á, là nó trị về là cái bên cái pha mà thận. Ờ, chị thận, sang thận rồi đó. Dạ. Nó còn cái thằng mà cà dưa leo này nó chỉ về nó lọc về gan. Dạ. Nó còn cái thằng lá đu đủ này á là nó ngừa về cái bệnh ung thư phổi. Vậy đó ha. Hả? Ồ. Rồi ung thư gan. Nhưng mà chú uống thấy dễ uống không chú? Dễ lắm, cũng như nước trà vậy thôi. Vậy đó ha. Ừ. Rồi chú sắc thuốc uống hay là chú uống đây bằng cách không, nào? Giò. Đây nè. Bột nó lá nó khô. Đâu rồi, ông cống không đâu rồi? Đây tôi điển hình, tôi chỉ cho tôi lấy ông cống coi. À, đó. Vậy hả? Ừ. Giò nói chung thì nó giò cũng như chú nghĩ như cái hộp trà vậy đó. Dạ. Đây. Rồi đây tôi diễn tả rồi chú mô tả rồi bà con ta hỏi chú có làm đi. Đó, đôi lúc nhiều khi á bởi vì tôi bây giờ đâu có vụ mà cái dạng mà tiểu đường. Không có đâu. Dạ. Ừ, không có tiểu đường nó. Bây giờ chú pha thí dụ như đầy một cống này quá nó nở nó bít. Dạ. Pha dưới này một chút thôi. Dạ. Cái ngang này nè. Rồi chú dặn cái nắp lại. Đó, mình nói vậy đi. Dạ. Rồi đậy lại châm nước tử tế xong bình ngang in gian trong trà mình uống vậy đó. Dạ. Xong trong này đi cho nó nóng đi rồi chắc ra bỏ rồi quay ngang đầu có chú để vô châm cho đầy hết trơn rồi chú dặn vô. Rồi dạ. Đó. Đó nè. Vậy đó ha. Ờ. Nè, ồ vậy là chú cái này là chú làm ra sẵn gì luôn đây ha. Trộn nó vậy đó nè. Trộn ra vậy đó ha. Cái này là ô dứa cũng bầu hội. Ừ. Dạ, dạ, dạ. Đó, rồi chú đưa cái đuôi chuột. Đó. Dạ. Đuôi chuột là cái cây trị bá bệnh đó. Dạ. Đây nè. Trộn gì nè, đó bỏ vậy. Còn nó mà chú sợ nó uống mà dạ, nó mát quá. Ừ. Dạ. Ví dụ như mà để điển hình vô nó ba cái thứ đó đó. Dạ. Mà nó mát đó phải không? Dạ. Góc xả của mình nè. Dạ. Chặt khoảng khúc bờ dai, đập cho thiệt dập để vô. Dạ. Là nó cầm lại sự ấm. Nó ấm lại. Xả hả ấm tay. Ở cái cọng xả mình á. Dạ. Xả mình. Đó. Bỏ trộn thêm xả vô. Đập dập. Mình đập để vô cũng được. Tỉ bữa nào. Thì thấy nó điển hình gì thôi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó chặt khúc à. Ví dụ như cái nó thí dụ như cái ống nước này. Dạ. Mình chặt khúc ra lớn thôi. Dạ. Mình đập cho dập để vô, ngâm là từ đi ra luôn. Là uống xả ghê không đó phải không? Không, nó chung với cái thằng thuốc. Cái thằng đó mà mình uống đặc biệt nó không, nó nóng đó, nó dạ, mát nó phải không, nó hàng phải không? Dạ. Rồi, qua bữa sau lại mình chặn khúc xả ăn lóng thôi, đập dập dập cái mình để vô này. Dạ. Chung với đặng cho nó lấy cái ấm lại. Dám bỏ vô khúc xả với một chút gừng nữa đi. Không, không à, phải được cái vụ gừng đó là nó không biết cái gì, mình không biết cái đó là mình cái... nó vậy thôi. Dạ. Bô bô thì nó cũng nhưng mà tôi nói chú bây giờ đó, lúc trước nè, tôi nói là đây kể sẵn luôn. Dạ. Rồi chú cứ phổ biến cho mà bà con tôi uống đi. Tôi bị sàn thận nhất sống nè, lên dạ, bác sĩ nó coi rồi nó nói giờ nó nói thiệt cái tôi luôn đó, nó nói bây giờ anh gì giữ đây, anh uống nước nhiều đây chứ tôi chích anh là tôi chích hoài nó cũng vậy. Dạ. Nó chỉ giảm nhất thôi mà uống từ cái chỗ đó đó là sàn thận tôi không đi khám gì, sàn thận tôi không có luôn nè. Dạ. Thấy không, rồi tiểu đường tôi cũng không có luôn nè, nó là ông thấy là con người ta mà hai cái chứng bệnh nó không có mình ok rồi. Dạ. Là đó, chú nhờ uống mấy cái ba nó thì có ba gì đó, đó, đó ha. Ừ, có ba gì đó không à. Dạ. Bây giờ hiện bây giờ cái quện tôi đầy nhóc một quện vậy nè. Hết trời ơi, nó hỏi hôm này nè. Xuống rồi ông nó kè nó lấy hái đi. Đùi nó uống chung có một món một đó. Quện vậy nha. Ờ ừ, đó. Dạ. Nó vậy đó. Cũng đặc biệt ha. Với chú làm chia sẻ là cái cây đu đủ á, là mình chặt cây hay mình nấu nước uống hay là cây lá hay là cái cách thức thì sao chú cái hướng dẫn. Cái lá. Cái lá rồi có lấy cái cọng luôn, tới trong luôn không chứ? Không, bỏ cọng. Vậy là cái cọng chú bỏ ha. Ừ. Bởi vì mình chăm, cái nghĩa là tôi nói với chú mình chăm trong đó mình lấy cái cọng nó đâu có ra hết đâu. Không được đâu, phải không? Ừ. Vậy là chú lấy cái lá héo héo vậy đây ha. Cái lá khô rụng đó đó. Cái lá rụng với hai là cái lá vàng vàng đó đó. Còn cái lá xanh mà có mũ là chú đừng nên nói với người ta bà con đừng nên lấy. À, nó có mũ là nó sợ được. Cái lá rụng với hai cái lá vàng nó không còn chất mũ nữa. Còn mới vậy đó. Hai là cái lá vàng. Ờ, lá nó vàng vàng vậy đó. Vàng vàng. Nó rụng chút đất vậy đó. Mình phổ biến rồi nói, mình chỉ cho dành đôi lúc nhiều khi cái thằng này nó độc lắm. Dạ, đúng rồi. Nó có mũ coi gì đó, nó vừa trị bệnh mà nó hại mình á. Chứ không phải, nó không phải đơn giản mà mình nghĩ mình vậy không sao? Chỉ dành rồi là ảnh hưởng lắm. Dạ. Thay thế gì, tôi điển hình tôi nói với chú gì. Rồi, chú quay đi. Đây,
như cái lá này nó vàng nè. Dạ. Đó, tôi bẻ xuống có nghĩa là coi như là nó đâu có mủ. Hiểu không? Đó. Vậy đó. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Nó là không bao giờ nó có mủ. Tôi thấy không? Vàng nhìn là nhớ vậy. Ờ. Bẻ là không có mủ nè. Đó. Dạ. Còn nó với hai nữa đó, đây nó nhiều lắm, từ con này xuống chứ dạ. không có bẻ lá xanh. Dạ, đó, dạ, mình dạ. Bứt cho nó cái cộng sức vậy đi. Dạ. Nó là chưa là đó đòi dòi tét ra phơi vuốt giọt rồi dạ, dạ, là xong vậy đó hả chú. Ừ. Vậy là xong rồi đó ha. Ờ. Vậy nó đơn giản, nó đơn giản vậy thôi, đặng mà mình để trong cái ống mới được. Dạ. Nó phơi khô ở giò là nó còn cái cài dây leo thì bứt lá cũng cái bình thường cũng lá chứ không cái cây để vô nó ra nước không nó không nổi. Chặt nhỏ mà nhưng mà nó ra không có bằng cái lá. Dạ. Cái lá cài dây leo á. Dạ. Vì cái lá nó giò nó mơ gai đâm mà nga. Vì sao? Ờ nó có gai nha. Có gai khúc vậy nè. Bóp phải bóp từ từ. À. Nó mau lắm chú ơi, chú phơi nắng trước nắng sau là ví dụ bao nhiêu ba cái dầu nó dầu á, chú phơi tới chiều là chú bóp nát hết rồi. Dạ. Còn cái gai dây leo á bây giờ mình nó có gai mình giò không được thì mình nó dễ lắm. Mình bỏ vô cái bao hay gì đó. Mình có mang bao tay á. Chú dạ. Mang bọc vô chú bóp. Dạ đúng rồi. Vậy nó không phải nó gai nhiều. Ví dụ mỗi một lá gì nó ngoài cái cọng sống đó. Dạ. Nhưng cái sống này nè nó không có một hai gai vậy thôi. Vậy mình bỏ vậy. Mình bỏ vô trong cái bọc nước đá mình chà cũng được nữa. Cũng được, cái gì được. Sạch được trơn à. Dạ. Ví dụ thằng này nè, 1 ký giữ thì thằng kia 1 ký. À vậy là cái nhưng mà là mình phân á là cũng phân cái mình căn ký á thì cái rồi chú cái là, tươi ha. Ờ giờ, không, cái khô cũng vậy, tươi khô cũng vậy. Dạ. Đó, xong rồi chú không, chú dò 2 cái hết. Rồi chú mới trộn lại. Trộn lại nha. Trộn chung hết lại. Dạ. Đặng chứ đặng mình vô. Mình trộn chung lại hết đặng mình bỏ vô trong ống. Trộn chung vậy là trộn chung lại giống như trong cái bọc này nha quý vị. Ờ đó, tương tự để đi cho bà con nên thấy đi. À, thì trộn chung lại với nhau gì là bắt đầu uống. Ừ. Như vậy á là uống cỡ. Uống cỡ nửa đó, tháng thì nó ngay nó có khó gì trơn á thì cái bình thủy nước này nè, định điện này là bà con cái việc chăm nấu để cho nó sôi đầy hết. Rồi đây. Chỉ cái hướng dẫn cái cách cho bà con để mà sử dụng bà con uống nó không có ảnh hưởng là thuốc nó dắt ra nhanh. Yeah. Thay thế bây giờ nước sôi thì bà con cứ việc vô chế như vậy, nhảy yeah. Xong trà uống như đây. Yeah. Đó có nghĩa là chắc mình xong bỏ, xong trà vô uống đi rồi chắc bỏ. Đây. Rồi đó là mình chắc bỏ đi. Yeah. Hướng dẫn nhẹ thôi. Không. Bây giờ mình chắc bỏ là gì? Nó cho cái là quý vị để cái lượng hơi nóng trong cái bình nóng này. Nó có sẵn. Nó có sẵn. Rồi quý vị cứ việc châm nước vô. Dạ. Thay thế quý vị châm đây nè. Đó, có việc châm về đi. Dạ. Đó, châm cho nó đầy luôn. Nó tràn mình để vô tràn ngoài nó cũng được nữa. Dạ. Đừng cho thuốc rồi dặn lại dù quý vị có việc rồi để đó, để gì quý vị đi mặn đi cho đã thèm. Vô châm nửa phần nửa uống. Rồi giấc tối với giấc sáng thì làm sáng, trưa làm trưa, chiều làm chiều. Uống xuyên suốt vậy ha. Ờ, cái nó này thay thế nước lạnh thôi. Dạ. Chứ không có gì là đắng hay là hôi cho mình hết trơn hết. Vậy ha. Nhưng mà nói quý vị nghe, uống trong thời gian không hết. Mà để qua đêm là bỏ chứ không nên dùng nữa. Vậy sao? Ờ, qua đêm nữa là cái bình này nó cái độ hơi nó không còn nữa, nó giảm là thuốc nó bị hư. Là khó uống. Dạ. Là thuốc thiêu đó. Dạ. Báo cho quý vị biết. Mình chăm thí dụ buổi sáng á, uống hồng buổi sáng. Rồi buổi chiều quý vị chăm uống cho hết buổi chiều. Dạ. Còn còn con ở nhà con chăm á, là con chăm giống như túi trà á, con chăm vô trong cái bình thủy á. Ừ. Rồi nó giữ hoài con uống 2 ngày được không? Được. Cái độ nào giữ nóng được, nó còn nóng được thì nó được. Được. Okay. Ừ. Còn cái bình này á, thì qua đêm nó bị hơi nó giảm mà. Hết rồi. Nó sẽ thiêu ha. Ừ. Thuốc thiêu. Vậy là thuốc thiêu không thể uống được. Ừ. Rồi con cảm ơn chú Sáu cùng với chú Tư nha. Ừ. Đây một cái bài thuốc này á, có thể giúp được rất là nhiều người bệnh. Thì con cũng nguyện trên 10 phương chư Phật cũng gia hộ cho gia đình của hai chú ha. Ừ. Có thật nhiều sức khỏe và càng ngày càng tinh tấn trên bước đường hành thiện tích đức của mình. Chúc tất cả quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và bạn sự bình an nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Và Nam Mô Di Đà Phật.